Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ô tô 360 của chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu xe gia đình 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu xe hơi Hàn Quốc. Đó chính là chiếc xe Kia Zodo. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Xe được trang bị động cơ diesel CRDI 1.7 lít kết hợp với hộp số tự động và full option như nội thất da, la giang đúc, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển, sang số thể thao trên vô lăng, kiểm soát hành trình, rui con trở, ga tự động, đầu DVD, màn hình, camera lùi, cảm biến lùi và còn rất nhiều option khác. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 9 vạn km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng. Chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe. Số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm. Với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, Kia Zodo được chính thức ra mắt vào năm 2014 thay thế cho chiếc Kia Carzen. Kia Zodo từ khi ra đời đã có những thay đổi tích cực từ thiết kế cho tới tiện nghi và ngày càng chinh phục, thu hút được người tiêu dùng. Kia Zodo 2016 được thiết kế hoàn toàn mới từ kiểu dáng, tiện nghi cho tới tính năng an toàn so với phiên bản trước đó. Kia Zodo 2016 có thiết kế mới mẻ, thanh thoát và hiện đại hơn so với phiên bản cũ trước đó. Nằm trong phân khúc MPV đa dụng, Kia Zodo 2016 đã trở thành đối thủ nặng ký với các tên tuổi lớn khác như Toyota Innova, Suzuki Ertiga, Chevrolet Orlando. Kia Zodo 2016 được Thaco Trường Hải lắp ráp. So với phiên bản Kia Carzen thế hệ trước, nhiều người đánh giá xe Kia Zodo 2016 có thiết kế hoàn toàn lột xác. Ngoại thất xe được thiết kế mang phong cách hiện đại, thanh thoát, sang trọng, tinh tế và lịch lãm hơn. Kia Zodo 2016 trở thành một mẫu xe đô thị điển hình rất hấp dẫn người tiêu dùng. Kia Zodo 2016 được trang bị hai lựa chọn động cơ xăng 2.0 lít và động cơ diesel 1.7 lít. Xe còn được trang bị hệ thống treo hoạt động tương đối tốt nên giúp khả năng vận hành tương đối êm ái, mượt mà kể cả trên những cung đường gập ghềnh. So với một số đối thủ trong phân khúc, thì xe Kia Zodo 2016 được đánh giá có khả năng vận hành mạnh mẽ và bám đường khá tốt. Đánh giá về động cơ của Kia Zodo 2016 sau 5 năm sử dụng vẫn còn khá tốt. Động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành, bền bỉ, nội ngoại thất còn rất mới. Do chủ xe sử dụng rất ít lại giữ gìn cẩn thận, bảo dưỡng đầy đủ nên mọi chi tiết của chiếc xe đều hoạt động hoàn hảo. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.